Alo, 1, 2, xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và ngày hôm nay Lê Hoàng xin được hát một bài hát rất là mới của anh Nhập Phong. Đó là bài Đau Bởi Vì Ai, một sáng tác của Đông Thiên Đức. Lê Hoàng xin kết hợp giữa con AKG B120 và con sao cạc Resonus Studio 24C. Anh chị và các bạn cùng lắng nghe nha. Lê Hoàng hát không có hay, chỉ là muốn test cho anh chị và các bạn cùng nghe chất âm. Vậy là ta đã xa nhau thật sao? Từng dòng ký ức biến tan trong anh ngọt ngào. Lời yêu thương bên nhau em chẳng vương. Hỏi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường. Ngày chia tay trong tim em buồn không? Giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì ai, anh đau bởi vì ai? Dại khờ trao hết bao yêu thương xót lại. Người chốt say anh bao lời, để đến khi em phang bồi, anh vẫn ngu ngơ chưa thấy tình rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thủy, người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chi yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa lạ. Nhưng anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng em quay về. Sao em quên mau câu hứa xưa từng ước thề? À rồi, Lê Hoàng xin chia sẻ lại rất là nhiều lần mà Lê Hoàng test cho anh chị và các bạn. Ở đây là Lê Hoàng hát không có hay, chủ yếu là Lê Hoàng muốn test cho anh chị và các bạn cùng nghe chất âm, sự kết hợp giữa con micro AKG B120 của Áo và con sao cạc Resonus Studio 24C của Mỹ. Thì với cái combo này là anh chị và các bạn đã có thể cover, có thể làm những cái MV ca nhạc tại nhà, hoặc là mình quay tại phòng thu của mình. Anh chị và các bạn có thể trang trí cái background phía sau cho đẹp đẹp một xíu, là chúng ta có thể quay phim lại, tuyệt vời rồi. Đó, thì nguyên một cái combo đầy đủ phụ kiện gồm có sao cạc, micro, tai nghe kiểm âm, rồi có chân kẹp micro, màn lọc âm, rồi có đầy đủ dây nhợ và có kèm cả một cái dây livestream để cho anh chị và các bạn khi là chúng ta thích, chúng ta có thể livestream chia sẻ lên Facebook hay là YouTube cho mọi người cùng nghe. Thì với cái combo này, Lê Hoàng thấy là chất âm khá là tốt. Anh chị và các bạn có thể làm được rất là nhiều thứ anh chị và các bạn muốn. Ngoài cái việc thu âm ca hát ra, chúng ta còn có thể thu voice, lồng tiếng, quảng cáo. Nói chung là tất cả những cái gì liên quan tới thu âm là anh chị và các bạn có thể làm được hết. Ngoài ra trong combo này thì nó có đầy đủ tất cả những cái phần mềm mà Lê Hoàng sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn. Đó là phần mềm thu âm mix nhạc Cubase. Trên này thì có sẵn luôn cả Rosette chỉnh sẵn để cho anh chị và các bạn chúng ta chỉ có mở lên và chúng ta sử dụng thôi. Với điều kiện là anh chị và các bạn cũng phải biết thao tác máy tính nha. Chứ nếu anh chị và các bạn xưa giờ chưa từng đụng tới máy tính thì hơi là khó xài. Đó, thì anh chị và các bạn yêu thích dòng sản phẩm này, nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960, Zalo là 24/24 ha, để có thể đặt mua những sản phẩm như thế này về. Và nhớ là tất cả sản phẩm bên Lê Hoàng đều có clip hướng dẫn, đều được bảo hành hết. Nên chị và các bạn từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, chúng ta cứ an tâm và tin dùng sản phẩm bên Lê Hoàng. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua, lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ cho Lê Hoàng Studio. Cho nên là trong các clip Lê Hoàng hay dài dòng một tí, lúc nào cũng chia sẻ và gửi lời cảm ơn. Vì đó là thật sự là rất là biết ơn anh chị và các bạn đã lúc nào cũng tin tưởng và ủng hộ cho Lê Hoàng. Rồi, Lê Hoàng không dài dòng nữa, xin kết thúc clip ở đây.
anh chị và các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe trong đợt dịch Covid-19 này. Thì bây giờ tình hình mới cũng ổn rồi, chúng ta cố gắng và chúng ta làm ăn cùng nhau phát triển nha. Bye bye mọi người.